Chào mừng quý vị đang đến với chương trình Giải Cách Sổ ngày hôm nay, ngày 14 tháng 12 trên kênh FBNC. Mở đầu cho chương trình hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị cùng gặp anh Diệp Viễn Chí, là chuyên viên môi giới đến từ công ty cổ phần chứng khoán Phương Hưng. Xin chào anh Chí, rất vui gặp anh trong chương trình ngày hôm nay. Đầu tiên xin mời anh có một số nhận định về diễn biến của thị trường phiên ngày 14 tháng 12. Thì trong phiên giao dịch ngày hôm nay, ngày 14 tháng 12 năm 2017, thì theo quan sát của tôi thì thị trường đã có một cái phiên hồi phục khá là tốt. Nó phần nào nó giải tỏa được cái tâm lý khá là tốt cho nhà đầu tư sau một chuỗi những cái phiên giảm điểm khá là nặng của thị trường trong những phiên trước đó. Và tuy nhiên thì bắt đầu phiên hôm nay á, thì tâm lý nhà đầu tư cũng vẫn còn đang khá là dè dặt, và cái nỗi sợ trước những cái sự sụt giảm về điểm số, đặc biệt từ những cái nhóm ngành ngân hàng, vẫn áp đảo về mặt tâm lý đối với nhà đầu tư trong những cái giây phút đầu của phiên buổi sáng. Và tuy nhiên thì trong phiên buổi sáng thì đầu phiên thì VN Index đã mở cửa với một cái sắc xanh nhẹ, và đến tầm giữa phiên buổi sáng thì áp lực bán đã gia tăng. Tuy nhiên thì đến cuối phiên buổi sáng thì chúng ta đã có thể chứng kiến một cái sự hồi phục khá là tốt đến từ nhóm cổ phiếu thuộc nhóm ngành ngân hàng, và cái đà tăng thực sự là được và cái đà tăng của cái cổ phiếu thuộc nhóm ngành ngân hàng thì tiếp tục được gia tăng trong phiên buổi chiều, và từ đó đã tạo ra được cái đà hưng phấn cho thị trường trong phiên buổi chiều ngày hôm nay. Và kết quả là kết phiên hôm nay thì VN Index đóng cửa tăng 11.45 điểm, với cái lượng thanh khoản được cải thiện hơn so với phiên hôm qua, khi mà tổng giá trị giao dịch trên cả hai sàn đạt trên 4.000 tỷ, và cái số mã tăng điểm là 198 mã, khá là áp đảo so với cái số lượng mã giảm trong phiên ngày hôm nay. Thưa anh vừa nhắc đến tâm lý nhà đầu tư đã được giải tỏa trong cái ngày hôm nay, anh nói kỹ hơn một chút về cái sự cải thiện này diễn biến như thế nào thưa anh? Thì nếu như mà so sánh về mặt tâm lý của nhà đầu tư trong phiên hôm nay so với những cái phiên trước, khi mà thị trường đã có một cái đợt điều chỉnh rất là mạnh, và có một cái phiên khi mà hầu hết đồng loạt tất cả các mã cổ phiếu ngân hàng đều có lúc giảm sàn, thì trong những cái phiên như vậy thì nó ảnh hưởng rất lớn đối với tâm lý nhà đầu tư. Trong cái phiên hôm nay thì theo tôi quan sát thì những cái thời điểm đầu phiên buổi sáng hôm nay thì cái tâm lý lo sợ nó vẫn kéo sang cho tới khoảng cuối phiên sáng cho tới đầu phiên chiều, thì với cái đà tăng hồi phục rất là mạnh cũng như là có sự bứt phá khá là ấn tượng của những cổ phiếu ngân hàng, thì phần nào cái tâm lý lo sợ của nhà đầu tư nó cũng đã giảm bớt. Và ở một cái khía cạnh nào đó thì tôi quan sát thấy nhà đầu tư bắt đầu lấy lại được cái sự hưng phấn của mình. Tôi cho rằng đây là một cái điều rất là tốt cho về cái mặt tâm lý cho nhà đầu tư, để chúng ta có thể tiếp tục những cái phiên giao dịch sắp tới. Thế anh có thể cho biết thêm một chút về động lực tăng điểm của thị trường trong phiên ngày hôm nay là đến từ những nhóm cổ phiếu nào thế? Như chúng ta cũng đã thấy thì index trong phiên hôm nay thì đã có một cái sự hồi phục khá là ấn tượng, và cái sự hồi phục của chỉ số thì đến từ cổ phiếu trụ của Vinamilk, và rất là đáng kể đến đó là cái sự hồi phục khá là tốt đến từ tất cả các cổ phiếu thuộc nhóm ngành ngân hàng, khi mà hầu hết các cổ phiếu đều có một cái sự tăng giá rất là tốt. Điển hình như là chúng ta có thể kể đến như cổ phiếu CTG, MBB hoặc là VB Bank. Và theo cái sự nhận xét của cá nhân tôi thì cổ phiếu của BIDV là một trong những cổ phiếu mà thuộc nhóm ngành ngân hàng mà đáng lưu ý nhất trong phiên hôm nay, khi mà hầu hết thời gian giao dịch buổi sáng thì BIDV đã gặp phải cái áp lực bán rất là lớn, và trong hầu hết phiên buổi sáng thì BIDV được giao dịch với cái mức giá đỏ. Tuy nhiên thì đến phiên buổi chiều thì cái đà hưng phấn nó lan tỏa đến từ tất cả những cái cổ phiếu khác thuộc nhóm ngành ngân hàng, thì cũng đã góp phần kéo cái điểm số của BIDV lên cái mức xanh, và đóng cửa phiên hôm nay thì BIDV tăng 2.3%. Đây là một cái điều tôi đánh giá rất là cao. Nói kỹ hơn về các cái nhóm cổ phiếu thì tôi muốn nhắc đến nhóm dầu khí. Trong những phiên vừa qua thì nhóm này có diễn biến rất tích cực, tuy nhiên phiên hôm nay thì có vẻ như tình huống lại khác đi. Anh có chia sẻ thêm về nhóm này? Thì như chúng ta cũng đã biết là trong cái thời gian vừa qua thì giá dầu thế giới liên tục ở trong một cái xu hướng là tăng điểm, do đó thì cái nhóm dầu khí trong thời gian vừa qua cũng đã có một cái diễn biến khá là tích cực. Một số cổ phiếu điển hình như là GAS và BBD trong thời gian vừa qua thì đã thu hút được khá là nhiều sự quan tâm của nhà đầu tư.
Và một khía cạnh nào đó thì những cái diễn biến tích cực như vậy cũng đã góp phần hỗ trợ cho cái chỉ số của thị trường trong thời gian vừa qua. Tuy nhiên thì trong phiên hôm nay thì trái ngược lại với cái diễn biến rất là tích cực và sôi động từ các cổ phiếu nhóm ngành ngân hàng thì theo tôi quan sát thì cổ phiếu của nhóm ngành dầu khí lại có cái phần nào chững lại. Mặc dù không có sự điều chỉnh khá là quá nặng, tuy nhiên thì cái đà tăng nó không được sôi động và những cổ phiếu như gas và BPD thì có một cái sự có một phiên điều chỉnh nhẹ. Và ngược lại thì cổ phiếu của PLX thì hôm trong phiên hôm nay thì tôi quan sát thấy có một cái phiên tăng điểm khá là tốt. Ngược chiều với nhóm dầu khí thì nhóm cổ phiếu chứng khoán thì trong những phiên qua lại có diễn biến tiêu cực trong cái nhịp điều chỉnh khá mạnh của thị trường, nhưng mà còn hôm nay thì lại tăng, thì anh có thể chia sẻ thêm về nhóm này. Nhóm cổ phiếu chứng khoán thì trong những cái phiên vừa qua thì cũng chịu chung một cái áp lực bán khi mà thị trường chung đã có một cái sự điều chỉnh rất là mạnh. Thì trong cái giai đoạn những phiên trước thì hầu hết tất cả các cổ phiếu chứng khoán đều có một cái sự sụt giảm khá là tiêu cực. Tuy nhiên trong phiên hôm nay thì cái câu chuyện nó hoàn toàn ngược lại, các cổ phiếu đều quay đầu đi lên rất là đáng tích cực. Trong đó thì có thể kể đến đáng lưu ý đó là cổ phiếu của TVS khi mà cổ phiếu này có mức giá tăng trần. Ngoài ra thì các cổ phiếu như SSI, VND, HCM thì cũng đều có một cái phiên giao dịch khá là thành công trong phiên ngày hôm nay ạ. Thì anh, gần đây nhà đầu tư rất quan tâm đến câu chuyện thoái vốn, nhưng mà bên ngoài việc là cổ phiếu của Sapeco được có diễn biến rất tích cực thì những cái cổ phiếu mà SCIC định thoái vốn còn lại như là FPT, Nhựa Tiền Phong hay là Nhựa Bình Minh thì lại có thông tin là không thể thoái vốn được trong tháng 12 này. Như vậy thì anh nhận định như thế nào về diễn biến này, và anh có cho rằng là những cái cổ phiếu này sẽ tiếp tục thu hút dòng tiền trong thời gian tới hay không? Như chúng ta cũng đã biết thì trong thời gian vừa qua thì cổ phiếu của Sapeco, một trong những cổ phiếu nằm trong cái danh sách thoái vốn đợt này thì cũng đã gây được cái sự chú ý và đã có những cái phiên giao dịch rất là tích cực. Tuy nhiên thì bên cạnh đó thì đã có những cái cổ phiếu mà đã có thông báo là rất khó để có thể hoàn tất việc thoái vốn trong tháng 12 này. Trong đó có thể kể đến là cổ phiếu của FPT, Nhựa Tiền Phong cũng như là Nhựa Bình Minh. Theo cái quan sát của tôi thì diễn biến của những cổ phiếu này ngay sau cái thông tin việc thoái vốn khó được hoàn tất thì đã có những cái diễn biến rất là tiêu cực khi mà hầu hết đều có một cái sự sụt giảm. Theo cái quan điểm cá nhân của tôi thì tôi cho rằng việc thoái vốn tại những cái công ty này vẫn là những cái câu chuyện rất là hấp dẫn nhà đầu tư. Đó luôn là những cái điều mong muốn của nhà đầu tư trong cái thời gian vừa qua. Và một cái yếu tố để có thể giúp dòng tiền quay trở lại cái những cổ phiếu này là tôi cho rằng đó là cái sự kiện khi mà Sapeco thoái vốn thành công thì tôi nghĩ rằng nhà đầu tư cái dòng tiền sẽ bắt đầu nó quay trở lại các cổ phiếu này. Và điển hình như trong phiên hôm nay cũng như là phiên hôm qua thì theo tôi quan sát thì diễn biến của FPT cũng như là Nhựa Bình Minh thì cũng đã phần nào cho thấy nhà đầu tư cũng đang có một cái sự quan tâm nhất định trở lại đối với những cổ phiếu này. Đó, tôi cho rằng thì trong thời gian sắp tới thì dòng tiền sẽ tiếp tục quay trở lại những cái nhóm cổ phiếu như vậy. Một nhóm ngành khác thì anh, nhóm ngành thép thì trong 11 tháng đầu năm thì doanh thu của ngành thép đã tăng trưởng 18%. Tuy nhiên diễn biến của cổ phiếu ngành thép thì lại không có được tích cực lắm. Thì theo anh thì tại sao ạ? Thì thật ra thì diễn biến của nhóm cổ phiếu thép trong những phiên hôm vừa qua thì đúng là không có sự tích cực. Đó là bởi vì cái việc điều chỉnh chung của thị trường hầu hết đã ảnh hưởng đến tất cả các mã cổ phiếu trên sàn chứng khoán. Và cái thông tin rất là tích cực mà chúng ta vừa được nhận đó là việc số lượng thép các loại được bán ra thì tăng 18%. Đây là một cái thông tin khá là tích cực đối với ngành. Và quay về cái bản chất chính của cái nhóm ngành thép thì như chúng ta cũng biết thì cái động lực chính cho ngành thép trong cái thời gian sắp tới đó là việc Trung Quốc vốn là một cái thị trường mà có cái sản lượng sản xuất cũng như là cái lượng cầu chiếm khoảng 50% trên toàn ngành thép toàn cầu. Thì Trung Quốc trong cái thời gian hiện tại cũng như là trong cái tương lai sắp tới cũng sẽ tiếp tục là việc cắt giảm sản lượng bằng việc đóng cửa những cái nhà máy mà đã lạc hậu cũng như là gây cái vấn đề ô nhiễm. Điều này cũng sẽ góp phần thúc đẩy được cái hỗ trợ cho cái giá thép trên thị trường. Và bên cạnh đó thì
Ở Việt Nam, trong cái thị trường thép nội địa của Việt Nam á, thì ở Việt Nam chúng ta vẫn tiếp tục có những cái chính sách bảo hộ đối với một số cái mặt hàng thép, thì đây cũng là một cái điều rất là tích cực cho những cái doanh nghiệp thép nội địa. Thì chính vì những cái yếu tố rất là tích cực vừa rồi thì tôi nghĩ rằng thì trong cái thời gian sắp tới, cái tình hình kết quả kinh doanh của các cổ phiếu thuộc nhóm ngành thép đều sẽ có một cái sự cải tiến đáng kể. Và thời điểm này là thời điểm gần kết thúc năm, thì tôi nghĩ rằng chỉ khoảng 1 đến 2 tuần nữa thì bắt đầu dòng tiền và thị trường sẽ chú ý và quay trở lại những cái cổ phiếu mà được cho rằng cái khả năng có cái kết quả kinh doanh quý 4 tốt, thì sẽ thực sự là có một cái tín hiệu nó rõ ràng hơn. Và đó sẽ là thời điểm mà tôi cho rằng các cổ phiếu nhóm ngành thép sẽ có một cái sự phản ứng về giá, phản ánh về giá rất là tích cực. Với tất cả những cái thông tin của các nhóm ngành như vậy thì anh dự báo thị trường trong những phiên tới sẽ diễn biến như thế nào, và anh có khuyến nghị gì cho nhà đầu tư? Thì sau những cái phiên giảm điểm vừa qua thì trong phiên hôm nay thì tôi thấy rằng nhà đầu tư chúng ta cũng đã có một cái sự hưng phấn nhất định, và cái sự hưng phấn này nó tiếp tục đến từ cái nhóm ngành ngân hàng. Như đó tôi cho rằng thì thị trường vẫn sẽ xoay quanh những cái câu chuyện chính, ví dụ như là câu chuyện về thoái vốn nhà nước trong cái thời gian sắp tới, cuối năm, thời điểm cuối năm và sang năm 2018, cũng như là cái câu chuyện gần kề nhất, đó là việc báo cáo kết quả kinh doanh quý 4 của các doanh nghiệp cũng sẽ sắp được công bố. Thì tôi cho rằng thị trường vẫn sẽ tiếp tục có những cái diễn biến lạc quan trong thời gian sắp tới. Và nhà đầu tư thì chúng ta nên cân nhắc để mà giải ngân vào những cái doanh nghiệp mà thực sự có cái tiềm lực tài chính cũng như là được dự báo có những kết quả kinh doanh thực sự là khả quan. Và chúng ta cũng nên hạn chế đầu tư vào những cổ phiếu mang cái tính chất đầu cơ, bởi vì theo quan sát cá nhân của tôi thì trong phiên hôm nay thì một số cổ phiếu mang tính chất đầu cơ bắt đầu có cái dấu hiệu thu hút dòng tiền. Và trong giai đoạn hiện tại thì tôi cho rằng nhà đầu tư chúng ta nên tập trung vào những cổ phiếu có nền tảng cơ bản, thì nó sẽ có cái tính bền vững hơn và nó tạo được cái tâm lý tương đối là ổn định cho chúng ta khi mà tham gia vào thị trường trong cái thời điểm mà thị trường đang ở một cái ngưỡng khá là nhạy cảm như thế này. Vâng, xin cảm ơn những dự định của anh chị. Thưa quý vị, một số nhận định vừa rồi cũng đã tạm khép lại phần đầu tiên của chương trình ngày hôm nay, ngày 14 tháng 12 trên kênh FBNC. Mời quý vị giữ kênh, chúng ta sẽ cùng gặp lại anh Chí trong những phần sau của chương trình.